Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là người lạ đây. Ở cái video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cho các bạn xem một cánh cổng mới nữa cho Minecraft PE. Và cái cánh cổng này ấy, ở video trước mình đã nói cho các bạn, đây là cánh cổng. Khi các bạn vào ấy thì các bạn sẽ nên giàu có và có rất nhiều bạn đã đoán ra được cái cánh cổng này rồi. Và những người đoán ra được thì mình đã tặng cho những cái bạn đó những trái tim yêu hương. Ok, thì các bạn comment đúng và comment thật là lịch sự thì mình thả tim cho các bạn. Ok, hãy comment nhiều vào, hãy comment ở dưới video. Ok, các bạn hãy đoán xem bây giờ mình sẽ cho các bạn xem và các bạn hãy đoán xem đây là cánh cổng gì. Nếu bạn thì các bạn nào đoán đúng thì mình hạ tim cho các bạn đó. Và không biết video này đạt được đủ 1.000 like không nữa thì hãy giúp mình video này đạt đủ 1.000 like và 100.000 subscriber. Like vào video này thì các bạn hãy giúp cho mình đạt đủ được 1.000 like. Ok, hiện tại mình đang ở trong này. Ở trong này một căn nhà xinh xắn. Ôi dồi ôi, ở đây là cái bộ đồ các bạn à. Và không biết là mình lấy bộ đồ này làm cái gì nữa. Ok, mình sẽ mặc đồ nhanh. Nè các bạn thấy không? Mình không thấy nhìn thấy đồ gì đâu nữa. Ok, mặc đồ rất đi. Let's go. Mình rất là thích cái kiểu mặc đồ nhanh ở đây. Mình rất ok và chúng ta sẽ đi ra ngoài. Và ở đây wow, ở nơi này rất là đẹp các bạn ạ. Một cái phòng, sao mình lại gặp con heo đây ta? Đằng kia một con bò. Con bò các bạn à. Mày hả? Mày hả bò? Ôi chết rồi. Sorry nha. Khi các bạn nhảy lên lực đam chém rất là cao và các bạn có thể chém chết những con thú này trong tích tắc. Nhưng mà hồi nãy một phát khi mà nhảy lên combo ấy, combo chém một phát thôi. Thôi bỏ qua vấn đề đi. Chúng ta sẽ vào đây tiếp tục mở cửa. Alo. Mở rồi, lâu rồi. Rồi. Chúng ta đang ở trong đây rồi. Xin chào tiến sĩ. Tiến sĩ có điều gì muốn nói khi mà cảm nghĩ của tiến sĩ bị nhốt trong đây nhiều năm không? Tôi ở đây rất là nhiều năm rồi. Ở trong đây gọi là một cái kho báu. Nhưng mà thực chất ra kho báu trong đây không làm được gì cả. Nó chỉ là chân thôi, chứ không làm được gì. Vì nơi này chỉ có một mình tôi và những con heo và vài con bò thôi. Ok, thì phỏng vấn như vậy đủ rồi. Tiến sĩ đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị điều gì? Chết đi chứ làm gì? Chết đi cu. Rồi chúng ta sẽ
Ở đây, wow, mình có lạc vào một cái nơi nhìn mà nhìn trong bóng tối nào. Mình cần những chai hút này. Ở đây chúng ta có thể ở đây là chúng ta có thể đây là cái hột quẹt kim cương, các bạn kim cương đấy nha. Đây là hột quẹt cái cương và ở đây người ta để sẵn cho mình cúp kim cương phù phép luôn này. Đây, cánh cổng gì để chúng ta đi đào kim cương? Ok, thì cánh cổng này là cánh cổng kim cương, nhiều bạn đã đoán ra rồi. Nhiều bạn comment rất là hay, mình sẽ hạ tin cho các bạn. Rồi, ok, ở đây chúng ta đã có cánh cổng diamond. Các bạn nhìn như vậy, các bạn nghĩ, ôi giời ơi, cái cổng sao triệu hồi được? Chứ với cái bật lửa này, thì nó sẽ giúp chúng ta cái mấy cái bật lửa này sẽ giúp chúng ta đến với cánh cổng đó. Wow, cánh cổng, what the fuck, cánh cổng rất đẹp các bạn ạ. Cái cúp này nó có Unbreaking 3 trên thao này, Infancy này các bạn ạ. Ok, mình đang ở đâu vậy? Wow, Iron Golem biến thành kim cương rồi 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 kìa. Wow, chúng ta đào 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 thôi, còn chần chờ gì nữa thì sao không đào? Đào đào nào, trời ơi, cái thế giới kim cương không à. Mình mong chờ thế giới này từ rất là lâu lắm rồi, từ lúc mình chơi Minecraft. Thật sự là my god, không phải tin được, không thể tin được. Ở đây nhìn thấy Iron Golem bằng kim cương luôn. Diamond Golem, đó không phải Iron Golem nữa. Nói sai rồi, Diamond Golem đó. Đó các bạn ạ. À, đó không phải mình mà toàn và ta là đánh mày nha. Là đánh mày nha. Ok, thôi đào 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 thôi.
chờ mình 5 phút rồi mình chuyển nhạc. Đào thôi, đào thôi. Các bạn à, đào bằng mấy cái cúp này rất là nhanh và chọn chúng ta có thôi. Ở dưới kim cương. Ước gì mình được ở trong đây mãi mãi. Đánh con này rất là phê. Đánh con này rất là rẻ, nhưng những con dia mình có lên mất dạy. Những con dia mình lên mất dạy nè. Đánh xong không biết rơi ra đồ gì nữa. Không nữa. Ok, nhảy lên nào. Nhảy lên. Những ai là người ngon ai là người của em mất gì. Chúng nói làm nhiều nhưng mà nó trâu. Chém nó mới làm nhiều nhưng mà nó trâu. Thôi. Nó làm bằng kim cương nên nó có thể mất rất nó có thể rất là trâu. Oh shit, thật sự là đây. Đào đào các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn nào giống mình không? Rồi các bạn ước gì? Sống luôn trong thế giới này. Không. Bạn ước gì sống luôn trong thế giới này không? Thật sự là quá đã. Thật sự là quá đã. Ở đây thật sự Iron Golem là quá là nhiều. Những con rất là đông luôn ấy. Nó sẽ bảo vệ cái đất này. Bảo vệ cánh cổng này. Mình vô đây lấy ít ít em về thôi. Chứ mình đây chuẩn bị tố ba gan. Mình đâu chuẩn bị tố ba gan. Đâu mà mình ăn về. Mà mình lấy hơn tố ba gan rồi. Không sao cứ hít thì mình lấy luôn. Đó. Đào. Đào 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 cứ tập trung. Mà đào thôi. Mình sẽ xây thật là cao. Và chơi cái trò thật là ngu si nha. Ok, nhìn, wow. Oh my god. Khi mà mình đặt cái này xuống. Oh my god. Oh wow. Mình khi mình đặt cái này xuống thì nó lại nổi những cái đố sáng, nó sáng lên đẹp cực kỳ luôn các bạn ạ. Mình không có chỉnh trong môn tối. Cho nên là mình là vô tình làm cho thế giới này tối đi.
Rồi các bạn đứng ở trên cao, các bạn xem thế giới này. Ở đây có những cái cây nó mọc ra kim cương nè, oxit. Cái thế giới này sẽ nó đẹp hết thế này, đẹp cực kỳ luôn các bạn à. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Video này chủ yếu cho các bạn sẽ thấy được cái cánh cổng kim cương thôi, để chuẩn bị họa sức, chuẩn bị cho đãi mà các bạn thấy. Comment bạn nói hồi nãy có đúng không? Nếu đúng thì mình thả một tim. Nếu mà nào comment hay thì mình sẽ ghim ở đầu trang. Ok, mình đã đào bao nhiêu đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay ấy thì để lại cho mình một like cho mình. Hãy giúp mình đạt được 100.000 like rồi. Và hãy nhấn sub kênh của mình để có thể xem video mới nhất từ channel của mình, giúp mình đạt được 1.000 like và giúp mình đạt được 100.000 người đăng ký sớm nhất có thể nha các bạn. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha. Bye. Wow, thế giới này đã quá.